Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối ngày 17 tháng 6 tại SNews và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Ngày hôm nay 17 tháng 6 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chỉ trích dữ dội vì im lặng trước thành công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khán giả trực tiếp theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE lên tiếng về đoạn clip khiếm nhã mà cổ động viên dành cho Văn Hậu. Nathan Lee tiếp tục gây chú ý khi có những chia sẻ đầy thâm thúy dành cho Ngọc Trinh, cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác có trong 24 giờ qua. Vốn là một thủ môn từng được rất nhiều khán giả yêu thích, thế nhưng mới đây, Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên bị lôi ra chỉ trích vì sự im lặng trước thành công của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Được biết, trong sáng ngày hôm nay 17 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã chính thức về nước sau chuỗi ngày dài chinh chiến tại Dubai, xuất sắc giành tấm vé bước vào vòng loại tiếp theo của World Cup 2022, điều mà lần đầu tiên bóng đá Việt Nam làm được. Để đạt được thành tích này, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều nhận được sự ủng hộ tinh thần từ đông đảo fan hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là thủ môn Bùi Tấn Trường cũng thể hiện rất xuất sắc trong 3 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 này. Chính vì sự thăng tiến của Tấn Trường đã làm nhiều cổ động viên nhớ về người hùng Thường Châu năm xưa Bùi Tiến Dũng. Lần gần đây nhất Bùi Tiến Dũng được thầy Park triệu tập là ở đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 cuối năm 2019. Những sai lầm đã khiến anh mất vị trí cho Văn Toản. Đến nay khi đồng đội cùng lứa của mình đang làm nên lịch sử cho bóng đá Việt, Bùi Tiến Dũng lại lặn không thấy tăm hơi. Điều này đã khiến nhiều cổ động viên quá khích tấn công vào trang Facebook và Instagram cá nhân của thủ môn này. Nhiều bài viết của anh, thậm chí là bài viết được tác cũng bị hàng loạt các bình luận chê bai, dè bỉu. Nhiều người hâm mộ thắc mắc về việc anh chàng hoàn toàn im lặng trước chiến thắng của Việt Nam mà không hề có một lời động viên đến đồng đội. Người khác thì lên tiếng về lối sống xa hoa, chuyên môn đi xuống, chuyện tình cảm kéo dài trên mặt báo. Nhiều fan hâm mộ bóng đá còn tinh ý nhận ra Bùi Tiến Dũng đã không còn nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội từ chính những người anh em thân thiết của mình nữa. Được biết hiện tại, Bùi Tiến Dũng vẫn đang tập trung xây dựng nhãn hàng thời trang riêng cho mình, còn khán giả thì vẫn đang rất mong chờ về sự trở lại của anh trên sân cỏ. Liên quan đến đoạn clip một khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE buông lời khiếm nhã dành cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến dư luận phẫn nộ, mới đây thì một khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu đã có những chia sẻ cụ thể về sự việc này. Theo đó, một đoạn clip ghi lại cảnh Văn Hậu được thay ra khỏi sân, đi vào đường hầm, một cổ động viên đã ngồi trên khán đài hét lên: "Hậu ơi, vòng sau mày đừng ra ngoài nữa." Những lời của cổ động viên này đã tạo nên sự phẫn nộ cực lớn đối với nhiều người. Là một người trực tiếp theo dõi trận đấu đội tuyển UAE và đội tuyển Việt Nam, Nhật Anh, một cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài cho biết, hôm qua cổ động viên đến rất đông, thậm chí nhiều người Việt mua cả vé ở phần khán đài UAE để có thể vào sân xem bóng đá. Khi chúng ta bị thủng lưới 3 quả, không khí hơi trùng xuống. Tuy nhiên, tinh thần cổ vũ của người Việt Nam vẫn hừng hực, lúc có một bàn thắng rút ngắn tỷ số, không khí như vỡ òa. Mọi người đồng thanh hô to để tiếp sức cho đội tuyển. Lúc đó ai cũng biết Việt Nam đã đủ điều kiện đi tiếp nên tinh thần xem bóng cũng thoải mái, cả khán đài cứ hò hét, hô vang mãi. Nói về đoạn clip Văn Hậu bị một cổ động viên lên tiếng như có ý chỉ trích, bản thân cô cho rằng lúc đó các cổ động viên Việt Nam đều vô cùng vui vẻ, hò reo và ăn mừng ngay cả khi đội tuyển thua cuộc thì chẳng hà cớ gì để có người dành cho Văn Hậu những lời xấu xí đó. Trong khi em chứng kiến trực tiếp thì không khí của cổ động viên Việt ai cũng vui vẻ, ăn mừng, chúng ta thua nhưng mọi người không ai trách móc hay tỏ ra buồn bã. Ngay cả khi kết thúc trận đấu, các cổ động viên vẫn rất vui vẻ, hò reo vì chúng ta làm nên lịch sử. Khi xe rời đi, các cầu thủ vẫn ghé ra cửa vẫy tay tạm biệt. Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, tưởng chừng như ồn ào giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh đã dần lắng xuống. Thế nhưng mới đây, Nathan Lee lại tiếp tục gây chú ý khi có những chia sẻ đầy thâm thúy nhắn nhủ đến Ngọc Trinh. Cụ thể, cách đây vài giờ, Nathan Lee đã chia sẻ một đường link bài viết liên quan đến Ngọc Trinh, đồng thời đính kèm một dòng trạng thái với ngôn từ cà khịa người đẹp cực mạnh. Có tiền, cứ tạm cho là vay, sống mà cầu thả, vô trách nhiệm, vô ý thức, coi thường xã hội, coi rẻ sức khỏe cộng đồng, coi thường pháp luật thì cũng vứt. Ngu dốt thì vẫn sẽ mãi là ngu dốt. Mình thích câu, không nghe, ba chấm, à mà, tạm thôi. Đống hồ sơ bên văn phòng luật sư ngày càng dày, tuy nhiên còn lâu mới bằng ra mặt một vài đứa. Chưa dừng lại ở đó thì ngay bên dưới bài đăng, Nathan Lee cũng để lại dòng bình luận thâm thúy. Mình thích một bộ não nhiều nếp nhăn hơn là một làn da trắng bệch đầy tạp chất. Loạt chia sẻ của Nathan Lee gián tiếp đả động đến Ngọc Trinh ngay lập tức đã gây chú ý. Còn nhớ vào ngày hôm qua 16 tháng 6, nam ca sĩ cũng từng khẩn thiết yêu cầu ban hành lại quy định cấm hát nhép trực tiếp cà khịa màn debut của Ngọc Trinh. Liên quan đến sự việc các giáo viên của trường tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông tố cáo hiệu trưởng của trường giữ học bạ của một em học sinh nghèo chỉ vì không có 550.000 đồng đóng quỹ khiến dư luận xôn xao, mới đây thì lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Cư Rút đã lên tiếng thông tin về sự việc.
Sáng ngày 17 tháng 6, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Rút cho biết phòng đã nắm được thông tin sự việc. Tuy nhiên, kết luận điều tra vụ việc như nào hiện các cơ quan chức năng của huyện đang điều tra làm rõ. Theo vị lãnh đạo này, sau khi học sinh hoàn thành chương trình phải trả hồ sơ, còn việc nợ tiền quỹ, nhà trường cần liên hệ với gia đình học sinh để tìm cách tháo gỡ. Nếu hoàn cảnh quá khó khăn, có thể kêu gọi giúp đỡ, không nên xử lý sự việc một cách máy móc. Về phía thầy Nguyễn Ngọc Hải, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập, sau khi nhận được đơn tố cáo, thầy Hải đã phủ nhận hoàn toàn và khẳng định là không có chuyện này. Trước đó, giáo viên trường tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng đã nộp đơn tố cáo hiệu trưởng trường này có nhiều sai phạm trong công tác, trong đó có việc giữ lại hồ sơ học bạ của học sinh chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không nộp đủ 550.000 đồng tiền quỹ. Theo các giáo viên, em IH theo học tại trường tiểu học Hà Huy Tập bị bố mẹ bỏ rơi, được ông bà là Y Liêng nuôi nấng, chăm sóc. Gia đình ông Y Liêng là hộ cận nghèo, hàng ngày đi nhặt rác kiếm sống. IH ngoài giờ học còn phải đi chăn bò, con bò được nhà nước hỗ trợ, phụ giúp ông bà. Kết thúc năm học 2019-2020, do không có đủ 550.000 đồng để đóng tiền quỹ nên bị nhà trường giữ lại học bạ, không thể chuyển cấp nên IH phải nghỉ học. Sau khi gặp phải sự cố nghiêm trọng về sức khỏe trong trận đấu giữa Phần Lan và Đan Mạch, hiện tại tình hình sức khỏe của nam cầu thủ Eriksen đang được người hâm mộ trên toàn thế giới quan tâm. Được biết mới đây, nam cầu thủ này đã đồng ý cấy máy tạo nhịp tim. Vào ngày 12 tháng 6, sự việc nam cầu thủ Christian Eriksen đột ngột gục ngã vào cuối hiệp 1 trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan đã khiến cả thế giới chấn động. Trọng tài chính của trận đấu đã phải cho dừng trận ngay sau 5 giây và yêu cầu đội ngũ y tế vào sân cấp cứu cho tiền vệ sinh năm 1992. Liên quan đến tình hình sức khỏe của Eriksen, mới đây, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xác nhận, sau khi Eriksen trải qua những bài kiểm tra tim, tất cả thống nhất cậu ấy nên có máy tạo nhịp tim. Thiết bị này cần thiết sau cơn đau tim do rối loạn nhịp. Hiện tại, Eriksen đã đồng ý giải pháp này và kế hoạch cũng đã được xác nhận bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế. Những người đều đề xuất phương pháp điều trị giống nhau. Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết, chúng tôi khuyến khích mọi người hãy cho Christian và gia đình anh ấy sự bình yên và riêng tư vào thời gian sắp tới. Được biết, máy tạo nhịp tim không phải là thiết bị xa lạ. Đồng đội cũ của Eriksen là Daley Blind cũng đã từng sử dụng thiết bị này. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm 2020, máy ICD của Blind bỗng dưng không hoạt động và hậu vệ này đã được rút khỏi sân ngay lập tức. Tiếp theo, hãy cùng với chúng mình cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng. Mến vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc bạn ngủ ngon nhé.